Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Ami One Piece. Ngày hôm nay chúng ta hãy cũng nhau đến với chủ đề nếu dâu trắng và Kaido nổ ra trận chiến, ai sẽ là người chiến thắng nhé? Dâu trắng dường như là một nhân vật mà Kaido rất tôn trọng về sức mạnh, vì ông nằm trong những người mà hắn nhìn thấy ở One Piece Chap 1001. Vậy nếu dâu trắng đấu với Kaido, bạn nghĩ ai sẽ thắng? Hay cùng mình đi phân tích các trường hợp nha. 1. Dâu trắng lúc già chiến đấu với Kaido thì có thể bệnh tật sẽ làm cản trở ông. Dựa trên trận đấu giữa Luffy và Kaido, chúng ta biết đến một điều là Kaido có thể bị đánh bại, nhưng cuộc chiến chống lại hắn sẽ diễn ra rất lâu. Tôi nghĩ rằng dâu trắng lúc già có đủ sức mạnh để làm lay chuyển Kaido. Vì ông sở hữu Haki bá vương, và nếu chúng ta xem lại các cuộc chiến của dâu trắng với Roger trong quá khứ, cũng như cuộc đụng độ cùng Shanks sẽ thấy ông có thể bao phủ các đòn tấn công của mình với nó. Đây là đòn chí mạng để làm tổn thương Kaido. Sức mạnh từ trái ác quỷ Gura Gura no Mi cũng có thể gây rắc rối cho hắn. Đặc biệt nếu dâu trắng tung ra một cú đấm hoặc đòn tấn công trực tiếp vào cơ thể của Kaido. Nhưng mọi người hãy nhớ lại sự việc xảy ra ở One Piece Chap 568, khi dâu trắng bất ngờ ôm ngực và nôn ra máu. Mình cảm thấy rằng nếu trận chiến giữa ông với Kaido sẽ kéo dài quá lâu, Dâu trắng sẽ có một khoảnh khắc bị như vậy. Sau đó Kaido có thể tận dụng cơ hội này để tấn công lại ông. Mặc dù dâu trắng rất mạnh và sự hủy diệt mà ông gây ra khiến mình nghi ngờ là vẫn vượt qua lúc phi, nhưng cuộc chiến chống lại Kaido sẽ rất khốc liệt và phải diễn ra trong thời gian dài. Nó có thể gây hại cho cơ thể của dâu trắng, vì ông vốn không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa. Trong giả thuyết trên, rất có thể Kaido sẽ giành chiến thắng, nhưng tôi nghĩ rằng hắn không cảm thấy hài lòng, bởi lý do mình thắng là vì dâu trắng đột nhiên bị bệnh tật làm ảnh hưởng giữa trận đấu. 2. Nếu như dâu trắng và Kaido khi còn trẻ, tình hình có thay đổi không? Dâu trắng lúc trẻ dường như không có nhiều điểm yếu như khi về già. Đây là người đàn ông mạnh nhất thế giới, và đang ở thời kỳ đỉnh cao về sức mạnh của mình. Chỉ riêng cuộc chiến chống lại Roger của dâu trắng dường như kéo dài đến 3 ngày. Nếu ông chuẩn bị để đối mặt với Kaido, mình nghĩ dâu trắng hoàn toàn có đủ sức chịu đựng để tạo nên một cuộc chiến lâu dài chống lại hắn mỗi đòn tấn công của dâu trắng đều có thể làm ảnh hưởng tới Kaido. Mình nghi ngờ rằng lúc trẻ, ông là một trong những nhân vật đã từng đánh bại tứ hoàng Kaido. Vậy thì có lẽ đó là lý do tại sao khuôn mặt của dâu trắng, lúc trẻ lại giống với khuôn mặt mà hắn nhìn thấy trong cháp 1001. Tuy nhiên, Thánh Oda bây giờ chưa xác nhận ai đã hạ gục Kaido trong quá khứ. Cũng đáng chú ý là trong khi dâu trắng đang ở thời kỳ đỉnh cao, Kaido vẫn còn trẻ tuổi và có lẽ ít kinh nghiệm hơn nhiều. Vì vậy, ông dễ dàng giành chiến thắng hơn. 3. Điều gì sẽ xảy ra nếu Kaido hiện tại chiến đấu với dâu trắng lúc trẻ? Ví dụ, nếu dâu trắng lúc trẻ có thể gặp được và đối đầu Kaido ở hiện tại, thì ai sẽ chiến thắng? Đối với tình huống này, mình vẫn nghĩ là dâu trắng sẽ giành chiến thắng. Sức mạnh từ trái ác quỷ Gura Gura, Nomi cộng thêm việc bao phủ các đòn tấn công với Haki Bá Vương, tôi nghĩ ông sẽ xuyên thủng được hàng phòng thủ của Kaido. Và dâu trắng lúc trẻ, cũng hoàn toàn có sức chịu đựng đủ để đánh với Kaido cho đến khi hắn gục ngã. Vì vậy, kết luận của tôi là nếu dâu trắng khi về già chiến đấu với Kaido, thì rất có khả năng Kaido giành chiến thắng là rất cao. Ông có thể bị bệnh tật làm ảnh hưởng giữa trận chiến, tạo cơ hội cho Kaido tấn công. Còn nếu dâu trắng đối đầu với Kaido lúc trẻ tuổi, ông chắc chắn giành chiến thắng. Vậy nếu dâu trắng khi xưa đối đầu với Kaido ở hiện tại, thì tôi cảm thấy ông sẽ tạo ra cho hắn một trận chiến thú vị. Rồi dâu trắng vẫn chiến thắng Kaido. Trên đây là giả thuyết của mình. Về việc ai sẽ thắng nếu Kaido đấu với dâu trắng trong One Piece. Còn các bạn nghĩ sao về giả thuyết trên hãy cho mình thêm ý kiến. Ở phần comment nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại.